Một chiếc xe đứng đầu về công nghệ, sự lành tính, bền bỉ và vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Một chiếc xe dành riêng cho gia đình sử dụng. Và phải nói rằng nếu như nói về độ rộng rãi thì chiếc xe này vượt tất cả những cái dòng xe, kể cả phân khúc cao hơn nó là phân khúc C hoặc phân khúc D. Anh chị có thể nhận thấy được cái không gian nội thất cực kỳ rộng rãi, thì đây chính là một cái điểm cực kỳ mạnh của cái chiếc xe này, mà đã làm cho những người đã từng đi dòng xe này thì thực sự cảm thấy hài lòng. Anh chị có thể nhìn thấy cái bản ghế nó rất là rộng này, bản ghế rất là rộng. Nó sẽ thoải mái dù anh chị có to béo đến bao nhiêu chăng nữa thì ngồi cái ghế này nó cũng mang lại sự thoải mái, và vận hành của chiếc xe này thì khá là tuyệt vời. Đây, bộ ghế da rất mới nha anh chị nhé. Hộp số cũng là một cái ưu điểm mạnh của chiếc xe này. Chiếc xe này mang hộp số tự động CVT, là hộp số vô cấp, có 7 cấp số ảo anh chị ạ. Vâng, với chiếc xe này thì khi mà anh chị lăn bánh, chuyển động thì nó không tạo ra độ giật. Đấy, và cái hộp số này nó cũng là một cái chi tiết làm cho cái chiếc xe này là một cái chiếc xe tiết kiệm bậc nhất, tiết kiệm hơn cả những chiếc Vios cùng phân khúc. Với chiếc xe này thì nó đã được trang bị hơn cả những chiếc Vios, đó là trang bị đề ấn nổ sát tốp anh chị ạ. Đề ấn nổ sát tốp, chỉ với một nút bấm thôi là ta sẽ chuyển đổi được cái chiếc xe này. Và ta có thể nhận thấy được rằng là gì đây anh chị, xe thì là gì đây, chạy có 9.500 km thôi, vậy là dưới 10 vạn anh chị nhé. Và xe được còn nguyên cả một bình xăng đầy này, nguyên bình xăng đầy. Chiếc xe này thì cũng vừa mới cập bến tại bên công ty Ba Tư Phan thôi. Cái các chế độ của chiếc xe này đó là chế độ Econ, tiết kiệm nhiên liệu và làm sạch môi trường. Và các gương kính chỉnh điện này, tất cả những ô cửa gió còn rất đẹp này. Và từ những cái chi tiết nhựa táp ly táp lô của xe nó còn đẹp chuẩn như thế này. Và ta có thể nhận thấy được rằng là mặt táp ly táp lô của xe nó toàn bộ là chất liệu nhựa da cao cấp, và những cái công nghệ tiên tiến, đặc biệt đó là trang bị màn hình Android cao cấp để các bạn này. Màn hình Android cao cấp, giải trí đa phương tiện, cam lùi, cam hành trình đầy đủ. Và mặt vô lăng của xe ta có thể nhận thấy được rằng là logo, logo của xe vẫn là logo chữ H này, thì anh chị đã nhận biết được rồi. Đây chính là Honda, Honda City phân khúc hạng B, nhưng thực sự nó đã vượt tầm của một cái chiếc xe phân khúc hạng B. Đó là những trang bị cực kỳ tối tân như đề ấn nổ sát tốp, chìa khóa thông minh, hộp số tự động CVT cao cấp và chế độ hỗ trợ chống trơn trượt, cân bằng điện tử, hỗ trợ dừng đỗ phanh. Từng chi tiết của chiếc xe này thì cam kết của khách hàng đó là zin và nguyên bản 100% nhé. Đấy, với những anh chị nào mà đã tìm hiểu về dòng City thì nó có rất nhiều những cái điểm mạnh mà anh chị có thể lưu ý này. Một chiếc xe đẹp xuất sắc luôn, vừa mới cập bến tại bên công ty xong. Với công ty Ba Tư Phan, đó là địa chỉ để anh chị có thể đến trực tiếp xem xe, đó là số 3 đường An Định, thành phố Hải Dương. Và số 32 đường An Định, thành phố Hải Dương, gần khu vực 559 lối đi Hà Nội Hải Phòng anh chị nhé. Đây, độ rộng của chiếc xe này ngay cả khoang trên, nhưng nếu như anh chị nhìn ở khoang dưới thì anh chị sẽ còn bất ngờ hơn. Đây, bất ngờ hơn rất nhiều anh chị nhé. Đó chính là khoang nội thất siêu rộng, không một chiếc xe nào rộng hơn được, kể cả những chiếc xe phân khúc hạng D. Ta có thể nhìn thấy đấy được là ngoài cái bề mặt ghế nó rất là rộng này. Đấy, có thể 3-4 người ngồi thoải mái này, anh chị quan sát đấy ạ. Nhưng cái khoảng không gian lưu không giữa cái hàng ghế trước và hàng ghế sau, nó sẽ cho ta thoải mái để chân, để đồ một cách không có một chiếc xe nào rộng hơn được, đúng không ạ? Đấy, đây chính là điểm mạnh của dòng Honda City. Với công nghệ hộp số cao cấp, khoang nội thất rộng, máy lành, thì chiếc Honda City là một cái chiếc xe được lựa chọn hàng đầu hiện nay. Hàng đầu hiện nay anh chị nhé, chạy sướng hơn Vios cùng đời rất là nhiều luôn. Cửa gió đã được trang bị, đó là cửa gió điều hòa phía sau. Đấy, cửa gió trang bị, cửa gió điều hòa phía sau có thể điều chỉnh tất cả các hướng nhé. Tất cả các hướng này. Đấy, có thể thông minh điều chỉnh các hướng. Và tất cả từ con ốc là nguyên zin anh chị ạ. Và xe này thì đã được đội ngũ anh em thợ khi nhập về kiểm tra rất kỹ, bảo hành cho anh chị 100% là chất lượng xe nhé. Đấy, từ những con ốc này. Đấy, cái gioăng thì nó được thiết kế gioăng chống ồn ở phía bên trên này. Đấy, gioăng chống ồn ở đây, nó có hai đường gioăng ở phía bên này, cho nên chỗ này sẽ không có gioăng, chỗ bên kia cũng không có gioăng các bác nhé. Đấy là sự thiết kế khác biệt của dòng Honda City. Và tao có thể nhìn thấy được là toàn bộ chất lượng của chiếc xe này là tuyệt vời, là một chiếc xe chất anh chị ạ, và cực mới luôn. Thân vỏ xe cứng cáp dày dặn, và ta có thể nhận thấy được qua tiếng ống cửa xe thì cái độ chất của xe nó như thế nào rồi. Na răng thì các bác thấy được rằng là na răng mới tinh, không một vết xước luôn, không một vết xước luôn các bác nhé. Đây, mới tinh luôn. Đấy, cả hai na răng cho các bác xem các đường nét này, gân gờ liền khít nhau.
nguyên zin và nguyên vẹn. Và đây các bác nhìn này, là rằng 4 quả nó rằng mới tinh, lốp lát còn mới này. Và điểm mạnh của dòng Honda City này chính là cỗ máy, đúng không ạ? Những chiếc xe đến từ hãng xe Nhật thì nó có cỗ máy vô cùng bền bỉ và vô cùng tiết kiệm, với khối động cơ 1.5 công nghệ EVTEC đến từ tự độc quyền của thương hiệu Honda. Thì chiếc xe này là một cỗ máy vô cùng tiết kiệm. Và em nói là như thế bởi vì nó còn tiết kiệm hơn cả chiếc xe cùng phân khúc, đó là Vios. Máy đang nổ đây, rất êm và cái máy rất là sáng luôn anh chị này, rất là sáng luôn. Và đây anh chị nhìn, từng con ốc còn nguyên zin và nguyên bản, máy zin tuyệt đối luôn, zin từ răng chẳng cò nhé. Hệ thống 4 máy, máy 1.5 với công nghệ tiên tiến bậc nhất đến từ Honda, đó là công nghệ EVTEC, 4 máy. Và đặc biệt đó là van biến thiên. Chiếc xe này được thiết kế bằng van biến thiên, đốt cháy sạch nhiên liệu và không thải khí độc ra môi trường. Nó vừa an toàn và vừa tiết kiệm. Các chị nhìn từng con ốc này, nó còn sáng chói như thế này. Đấy, nó còn sáng chói như thế. Máy nổ rất êm và máy zin tuyệt đối nhé. Đấy, ta có thể quan sát được cái chiếc xe này. Về chất lượng máy thì em rất là đề cao, bởi vì dòng Honda City này là một cỗ máy bền bỉ vô đối, không có đối thủ nhé. Từng con ốc luôn. Và các bác nhìn này, độ mới của chiếc xe, tất cả những tấm gioăng cũng như là cái mặt che mưa ở phía bên trên nó còn nguyên zin và nguyên bản. Và đây bác có thể nhìn thấy được là từ cái đường tem mác đấy, với tiêu chí là chỉ làm xe đẹp và nói không với những chiếc xe kém chất lượng, thì công ty Ba Tư Văn luôn luôn là cam kết đầu vào tốt và bảo hành bảo dưỡng cho quý khách hàng. Riêng cỗ máy này là bên em bảo hành cho anh chị 1 năm sử dụng nhé. Bảo hành cho anh chị 1 năm sử dụng với cỗ máy CVT 1.5 công nghệ cao cấp đến từ thương hiệu của dòng xe Honda, xe Nhật này. Và đặc biệt chiếc xe này đã được bác chủ độ đèn bi này, độ đèn bi siêu sáng đây này, và đèn bi tinh cầu thủy tinh chống phá sương mù ở phía dưới và giải đèn led ban ngày. Đấy, các bác thấy được là riêng độ đèn này đã được 10 triệu này này. Mặt ca lăng với một thanh chrome thẳng, và đặc biệt chiếc xe này mang biển thủ đô Hà Nội. Chính vì thế cho nên là những bác nào ở Hà Nội mà mua chiếc xe này đã lợi thế được 20 triệu tiền biển rồi, bởi vì các bác sẽ không mất tiền để vào tên biển nữa. Thì đây cũng là lợi thế cực kỳ là lớn với những bác nào mà ở thủ đô Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh, là những cái thành phố trực thuộc trung ương và không mất 20 triệu tiền phí. Và đây em đã bật đèn lên để cho các bác xem được cái ánh sáng mà nó tuyệt vời đến mức độ như thế nào. Với một chiếc City 2017 thì nó chỉ được trang bị đó là đèn halogen thôi, nhưng bác chủ này đã độ lên đèn bi và đèn bi gầm cho ánh sáng rực rỡ. Đây các bác nhìn này, rất sáng luôn, và nó mang lại sự an toàn đi ban đêm và không ảnh hưởng gì đến đăng ký đăng kiểm đâu anh chị nhé. Đấy, ánh sáng quá là tuyệt vời. Và bây giờ mời các bác quan sát một vòng về cái chất lượng về thân vỏ của chiếc xe này. Thì với những tiêu chí chỉ làm xe đẹp thôi thì chiếc xe này cam kết với anh chị đó là nguyên zin nguyên bản, keo chỉ zin 100%, zin từng chi tiết. Anh chị có thể nhìn thấy từng đường nét của xe nó còn mới như mức độ như thế này, và nó còn liền khít như thế này. Đấy, chất lượng của xe nó thể hiện qua từng chi tiết luôn. Sơn xi đẹp anh chị nhé, sơn xi đẹp, na răng đẹp luôn, không một vết xước. Với trang bị đó là na răng 17 inch này. Đấy, đa 5 chấu đơn được xoáy kép và được phay thực sự là đẹp. Và chiếc xe này mang biển thủ đô Hà Nội sẽ thích hợp với những anh chị nào mà là có hộ khẩu Hà Nội và hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, anh chị nhìn một vòng thân vỏ của xe đẹp xuất sắc luôn. Phải nói rằng đây là một chiếc xe mà vừa mới cập bến thôi, nhưng chắc chắn khi đưa lên sóng thì sẽ được sự quan tâm và ủng hộ của rất nhiều những quý khách hàng. Và ta có thể nhận thấy được rằng cái phần sau của chiếc xe thì với cái Honda City thì nó được thiết kế nhìn chung khá là vừa mắt. Ngay cả phần phía sau, anh chị nhìn thấy được cái phần đèn gầm cũng được chủ nhân độ thêm đèn led này. Đấy, và cái đèn phía sau đây các bác nhìn này, nhìn rất đẹp luôn đúng không ạ? Lợi thế của chiếc xe này lại là biển Hà Nội nữa. Honda City 2017 và đang được chào bán tại bên công ty Ba Tư Văn với mức giá đó là 365 triệu đồng. Hiện tại khi bật đèn lên quan sát thì em thấy được rằng là có một cái đèn ở phía đằng sau là đèn lùi đang bị cháy. Lát nữa em sẽ cho anh em để thay thế và sửa chữa cho các bác, để các bác nào mua thì các bác sẽ không phải thay thế nữa. Xe được trang bị cảm biến phía sau và cảm biến phía trước đầy đủ nhé. Tất cả các chi tiết xe rất là đẹp luôn đấy ạ. Đây các bác nhìn phần đèn này.
Đấy, nó sang chó luôn và từng cái chi tiết xe nó liền lạc và chuẩn. Đây các bác nhìn đấy, đẹp không ạ? Một chiếc xe phải nói rằng là về chất của chiếc xe này không có điểm chê. Đây là một chiếc xe đẹp xuất sắc luôn. Ta có thể quan sát thêm về không gian nội thất phía bên trong. Đấy, phím bấm mở cốp bằng điện rất là thoải mái. Phai ướt thì ta phải mở bằng chìa khóa hoặc là mở bằng công tắc nút bấm bằng cơ. Nhưng với chiếc Honda City này thì nó đã được mở bằng điện và có đề nổ, có chìa khóa thông minh, vượt trội hơn Vios rất nhiều mặc dù cùng phân khúc. Đấy, đẳng cấp khác biệt nha các bác nhé. Và chiếc xe này thì em đang bán giá rất hợp lý thôi, 365 triệu đồng cho một chiếc xe Honda City được sản xuất đời 2017, bản số tự động 1.5 CVT hộp số. Và hộp số vô cấp đến từ thương hiệu xe Honda thì quá tuyệt vời rồi. Đây ạ, từng chi tiết chiếc xe này là không có điểm chê. Cái khoang cốp của chiếc xe nó cũng là một cái điểm rất là mạnh. Cái khoang cốp nó rất là rộng rãi, ăn đứt cái dòng xe đứng cùng phân khúc với nó, không có đối thủ các bác nhé. Khoang cốp để được rất nhiều đồ. Đấy, để được rất nhiều đồ. Và đây lốp sơ cua vẫn còn nguyên các bác nhé. Lốp sơ cua vẫn còn nguyên. Và tất cả đường keo chỉ của xe nó còn nguyên bản. Và lốp dự phòng, những cái thanh chống ở dưới bên này nhé, những cái thanh cua lốp ở dưới bên này vẫn còn nguyên zin và nguyên bản. Thì chung là đây là một chiếc xe mà nó sẽ là rất là hoàn mỹ với tầm tiền cho gia đình, đó là 365 triệu đồng, hợp lý đến từng chi tiết. Vậy thì nếu như các bác muốn mua và chốt chiếc xe này thì mời các bác đến số 32 đường An Định, thành phố Hải Dương để có thể trực tiếp xem xe và sờ xe các bác nhé. Và cam kết với các bác đó là chiếc xe này không có tì vết gì cả, với tiêu chí chỉ làm xe đẹp thôi. Thì công ty Ba Tư Văn cam kết với anh chị đây là một chiếc xe nguyên zin và nguyên bản, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không thủy kích, hồ sơ pháp lý sang tên đổi chủ một cách an toàn. Và một chiếc xe quá đẹp luôn, các bác có thể ngắm lại một lần nữa, từ ánh sáng đèn đến từng chi tiết vỏ, nội thất sạch đẹp và cực kỳ rộng rãi. Đó là những điểm mạnh để làm lên thương hiệu của chiếc Honda City này. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý khách hàng. Và số hotline cầm tay của Ba Tư Phan không thay đổi, đó là 0964 834 834. Các bác có thể gọi trực tiếp hoặc kết bạn Zalo với em Dũng, với em Công, để em Công sẽ tư vấn thêm và chốt cho anh chị mức giá tình yêu nhất. Và đây là một mức giá rất hợp lý rồi các bác nhé, 365 triệu đồng. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt tất cả quý khách hàng.